Rồi, chào tất cả anh em. Nay lên thằng Bin tiếp. Có mấy cây bê tông boss biết đây nè. Tôi kiếm boss là gì tùm lum tà la, hai gác sắt. Rồi thằng điện, thằng Bin. Có mấy cây hàng hơi đây giải quyết nó luôn đi. Ha. Rồi. Cây này là sống nè. Bán luôn combo. Thế nào nó không rồ không biết. Anh nghe thấy đã không? Mình mới đánh ra chữ gia ba nổi lên nè. Để cho anh em biết nè. Đã chiều rồi đồ ok hết đó nha. Đã chiều hơi cứng. Đã sống là ok hết. Rồi, một cây số má như này. Anh em gì vệ sinh dọn dẹp. Còn cây này cây NVK. Đó. Điếc hay là nó bị gì đó, nó gạt đảo chiều hay gì đó, anh em tự nghiên cứu. Hai cây. Rồi điếc luôn. Ha. Đó. Rồi điếc luôn. Này online gì cái đàn guitar của Mỹ nè. Ha, rồi ba cây. Một cây sống. Hai cây nghẽo đầu ha. Rồi. Rồi để anh em tôi với tổng thiệt hại là 1.200.000. Đầu 1/2 hết nha. Đó, 1/2 hết à. Lấy này hên xui rồi. Đó. Rồi. Bấm ngay đây đi. Rồi, số 1 là ba cái hàng hơi. Ha. Đấy. Rồi là 1.200.000 ba cây, một cây sống, hai cây nghẽo đầu. Anh em về tự dọn. Mình không bung không mở gì đó, chưa làm gì đó hết á nha. 1.200.000. Rồi. Số 2 là một cái cắt sắt Sinawa. Lưỡi đâu còn đẹp hết á nha, như mới vậy đó. Ngoại hình cũng như mới vậy đó. Nhưng cao cái đèn như này nè. Nhưng mà mỗi tội nó không có chạy. Nó kêu e nó kẹt gì đó, có thể là nó rớt. Dâm mảnh trong này nó cản nha. Mình cũng chưa có mở ra đâu. Lên cho anh em xem nè. Đó. Ha. Đó. Nó giữ luôn ha, nó kẹt cơn nó luôn á ha. Đấy, bóp nhiều lần nó chạm điện. Rồi số 2 mình để cho anh em với giá là 400, chứ lưỡi không đủ tiền rồi anh em à nha. Số 2 400. Số 3 là cũng cái sắt Sinova luôn, cũng 1.300W như vậy luôn nha. Cây này thì đời sau. Đời trước hơn kia, đời cũ hơn kia một chút. Rồi Tết rồi, cái điện dài lắm đây nha, cây nào cũng điện dài. Rồi tắng thiết đầy đủ, lửa củi ngon lành ha. Rồi, cây này mình để cho anh em với giá 600. Lưỡi đâu cũng ngon lành, cắt bài bản nha. Cái dâm chút đỉnh thì cũng chẳng sao, cắt thì tẹt ra. Đó, thắng thiết đầy đủ, lửa củi ngon lành hoạt động. Rồi, số 3 để anh em với giá 600. Cái cây số 2 á, cây mà đang kẹt cơ á, anh em mà có chút bản lĩnh, chút tay nghề là anh em về ổn liền à. Số 3 600. Còn cái số 3 thì về thì chỉ biết xài thôi, chứ không làm gì nữa hết. Tất cả hàng mình đều có cái chức năng mà có câu thần chú. Chuyển khoản bao ship có đem tự trả tiền ship. Không nhất thiết phải chuyển khoản, mà không nhất thiết phải code, tùy anh em nha. Đấy. Rồi tiếp tục cái hàng điện nữa. Cái độc toan 2D3 nha, của Hitachi. Đấy. Đột con 2D3 cũng Hitachi. Rồi. Nhưng mà cái cò á, anh em mở ra, anh em có AB á thì anh em dán lại là anh em xài được thôi. Vì hiện nay là mình đấu vô đó rồi, mình mở ra mình đấu vô đó rồi. Còn nội tạng ở trong không mới, mình không lấy tiền, mình mở ra rồi mình biết nha. Rồi.
chỉ cần đem ra định vị cái cờ trong á, cái cờ dưới cờ bập bên vậy đó, tập 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 kéo xuống là tắt, kéo lên nó mở ha. Đó. Còn cắt thì ok hết rồi, mình làm lại một cái nữa cho nó yên tâm cho anh em. Rồi cái lưỡi cưa hồi nãy cắt đâu rồi, giục đâu rồi, đây rồi. Đó, cắt thì anh em khỏi lo. Đó, giờ hiện giờ cắm vô là lên à. Nó cái cò nó đấy. Anh em mở ra có AB anh em định vị lại là xong nha, chứ không có cái gì ghê gớm hết. Mở ra máy còn rất mới, nội tạng còn rất là mới nha. Rồi cắt ngọt liệm rồi, thấy không con, thấy rõ Thấy. không? Thấy cái miệng vậy là chết vậy, mày bông cũng mèo phải không? Số 4 đó, đục được 2 ly 3 nha, 2 ly 3, cái rặn rặn 2 ly rưỡi thôi, đừng rặn quá đó. Nội tạng còn mới tinh, ngày của Hitachi rồi. Đó, tình hình nó vậy, nó chỉ cái cò thôi, chứ không có gì hết, chứ không có gì ghê gớm hết. Mình để cho anh em với giá 4 rưỡi thôi, chuyển khoản quẩn nhậu như thường. Giá cả trên màn hình là giá cả, còn 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 phương thức là phương thức nha, gọi là phương thức đồng nghĩa câu thần chú của mình nè. Rồi là số 4, 4 rưỡi rồi là hết cái hàng điện và hàng hơi nha. Rồi số 5 là một cưa kiếm Boss 36W nha, 36W thân máy không, mình chỉ bán mù đấy, đời cao luôn nha. Còn đầu cổ như thế này á, nó gạt thì sao đó anh em về tự nghiên cứu đó, mình báo trước hết rồi, những gì mà mình cũng nhấn mạnh vô vấn đề chính hết rồi. Ngọ hình thì đẹp đó, ngọ hình này đẹp, để xuống được con à, ngọ hình này đẹp ha. Con lửa thôi. Rồi nó dài quá mà phải không? Rồi còn con cái này là nó đời cao nha, cái này là có 2 cấp tốc độ đây luôn nha. Đó. Rồi đấy, rồi mình cũng không biết, mà mình nói thật cái này mà mình chưa bung chưa mở ra, cái này mở ra không phải một trời thời gian, không dễ đâu anh em. Làm thợ thì anh em quen thì anh em mở ra, mình để 4 rưỡi 36W cực kim bot nha. Đấy, là số 5. 4 rưỡi. Rồi. Mấy cái lỗi cho đi hết đi. Số 6 nha. Số 6 là số 6 là một cái cắt tia zin. Đó, nhưng mà cái này có cái đèn rồi đàng đàng hoàng hết á. Nhưng mà mỗi tội mọi hình nó còn mới. Đó, mình tháo ra mình sợ mình lắp lại không được, sống thì sống rồi nhưng mà cắt không được, nó vướng, nó cản cơ hay là nó làm sao không đó. Rồi mình test cho anh em xem. À, à. Thì mua bán cũng phải nói rõ cho anh em biết rồi, thì giá mình để cái vỏ thì đẹp rồi nè, à, cái ngoại hình cái vỏ không đẹp rồi nè. Đó. Cái hát sát dở không anh em, người ta bán 2 tỷ rồi. Đó. Ha. Đó. Đó, nói gì á? Đó, nói gì á? Rồi tình hình án vậy nha, đèn đóm đầy đủ hết rồi, 2 rưỡi số 6, 2 rưỡi bộ lưỡi trên này không là cũng đủ tiền rồi nha. Số 6, 2 rưỡi giản hơn cái nữa. Số 6, 2 rưỡi rồi. Số 7 thì dày, bán dày đi, bán đại khái nó dày đi.
Đó, bán không biết là mình chưa test chưa tiết gì hết. Rồi. Đây, cấp trượt cấp đồ rồi. Đây dùi cui luôn, bị góc đâu được nha anh em nha. Rồi. Một cái này sống. Cái này pin sống. Pin ngon, pin ngon lành này, sống. Mà giờ thấy pin được xài chứ. À, à. Chơi luôn đi. Cò là bóp liên lạc, cấp trượt cũng liên lạc hết. Mình thử thôi. Có cái nào còn pin sống không? Vậy ăn dễ nói thôi nha, giống gì ghê gớm hết. Rồi. Ba cây này để anh em với giá 300. Cây này cấp trượt cấp đồ đàng hoàng luôn ha. Đó. Rồi, ba cây này là số 7 là 300. Nha, số 7 300. Số 8 cặp dùi cui đây cũng 300. Cái này còn pin sống nè. Đó. 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 Còn lên nè, dùi cui thành dùi cui nè. Rồi. Còn mà hàng pin thì anh em nghĩ rồi khó chết lắm. Rồi, số 8 cũng 300. 8 là hai cây dùi cui nha. Hai cây vít gấp. Rồi. Anh em nào mua hai cái mã đó tặng luôn cây Mayhem 7.2 luôn nha. Còn không á thì ghi giá vô 150. Số 9 150. Chơi đẹp không hao mua hết á. Cái đóng đó 600 rồi đóng đó. Số 7 số 8 á. Ừ. Mình luôn tặng luôn cái này luôn đi. Cái này còn mới đẹp 150 ngàn là cả chắc nha, còn mới tinh luôn. Mà buôn bán mình dễ chịu, bởi vì đôi khi mình xin được mình mua nhiều á, mình thêm cái hai cây thì lấy cái đó thôi, kệ cho anh em luôn rồi chứ để. Này là thì tạm thôi làm ghi là cái số 9 150 nha. Còn mua hai mã số 7 số 8 nó tặng luôn cái số 9. Chỉ có một số này thôi, cái này là mình thêm được thì mình cũng khuyến mãi luôn cho rồi nha, như là trao tay luôn. Rồi số 9 150. Rồi số 10 là một cái cây con bót 24V, thân máy giỏ pin. Con thường con búa đầy đủ hết á. Nó tiếng làm nó kẹp rồi chưa có làm nữa. Anh ấy, còn đồng hồ anh em không cần hỏi đâu. Là cái việc là cứ trong tuần là ngay ngày chủ nhật là mình sẽ đăng đồng hồ cho anh em nha. Đó. Cái ngay ngày chủ nhật là anh em ủng hộ giúp mình. Đó. Chủ nhật là mình sẽ sắp xếp mình vô pin vô đồ hết toàn bộ đầu rồi mình lên cho anh em. Về phần đồng hồ là chỉ ngày chủ nhật thôi nha. Đó. Còn máy này còn máy móc thì để anh em bán, mình bán để mình anh em còn đi làm kiếm tiền nữa. Đồng hồ chỉ là đeo tay thôi. Mình nói thật anh em nha, sỉ bữa giờ mình bán cũng mấy trăm cái đó nhưng vẫn còn nữa, mình nhập thêm một quá trời đồng hồ nữa, sống hết anh em nha. Đây con búa rồi, đây con thường thì tóc đó. Máy 24V mình test cái nguồn 18-14 nha, thì tất nhiên mình biết nó sống là được rồi. Trong hai cục pin này nè, có một pin là ở ngoài bãi mình cầm nó chạy mà không có sạc. Hai cục pin này anh em gì có sạc thử thôi. Cái gì mà nói có là có, mình không có đặt niềm hy vọng cho anh em đâu. Rồi ok hết nha. Rồi cái cây này thân máy giả pin ngoại hình mới tinh nha, thấy không con? Thấy rõ không? À, thân máy giả pin số 10 là mình để cho anh em với giá là 6.500. Thân máy không là mình bán test sóng, mình bán cho anh em 600 rồi, là coi như là đi ầm ầm hết. Nhưng mà hôm nay có giả pin thì mình cũng thôi khuyến mãi thôi nha. Đó, lấy 50 tiền xăng thôi chứ cũng có gì nhiều, chứ cũng đủ sắm vàng đâu ha. Rồi
Đây cây số 10, 6 rưỡi. Cây số 11 là boss 24V luôn. Y như vậy luôn hết á. Cũng thân máy giỏ pin luôn nha. Mà cây này không biết nó ten hay là gì, hay là nó bị dơ cò hay gì đó, nó không chạy. Để mình test lại lần nữa. Đôi khi test lần nữa chạy sao. Đó, không có chạy nha. Đó. Đó, kẹt cơ kẹt đồ thôi, cái cũng gì ghê gớm hết. Thì cây 6,5, cây này để cho em giá 450 nha. Cây 6,5, cây 4,5. Đó, cây này anh em có chút tay nghề là lãi thôi, mình bán hàng chết cũng nhiều rồi. Những cây boss này là mình bán những cái cây không chạy cũng nhiều rồi. Nhưng mà đa số anh em mình đôi khi mình hỏi lại về sữa sống anh, ồ ngon em. Nó kẹt cơ vô, nó vệ sinh trong đó thôi, vệ sinh trong bộ phận máy móc nó kẹt cơ thôi, là motor nó xét, nó không quay nha. Đấy. Rồi. À, cây này là cái mã số 11, mình để cho anh em với giá là 450. Mình còn một cái giỏ pin boss nha, một giỏ pin boss như thế này, ai mua cây số 10 với 11 mình tặng luôn cái giỏ pin boss nữa. Cái giỏ này ra bãi này cũng 2 xị. Nha. Anh em thông tin hơn ra bãi cũng 2 xị, giỏ 24 của anh nè. Cái số 11. Em đã đi với giá là 450. Anh em mua hai số, số 10 và số 11, mình tặng thêm một giỏ inbox nữa nha. Nói có. Mình nói là có. Nằm đây nè, để em lấy đi. Đó. Cái cục này nó vẫn còn nhít nè. Mình để bữa giờ ở nhà nè ha. Đó. Còn anh em mua không cục này á. Đó, mua không cục này mình bán 200. Cho mua hai số mình tặng luôn cục này luôn đi. Được rồi. Hai cái boss á. Nó chỉ dành riêng cho hai cái boss thôi, những cái dòng khác là không được anh em nha, bởi vì lỡ quảng cáo rồi. Đó, thà rằng không quảng cáo á thì mình sao không được, mà lỡ quảng cáo rồi á, thì nó nằm trong cái khâu quảng cáo. Lỡ người ta mua hai cái boss rồi giỏ pin của tôi tặng đâu. Nha. Cái gì nó phải có nguyên tắc của nó. Rồi khoan, ngoại hình đẹp. 12V Hitachi, đầu tự khóa. Lên đường. Điều tốc thắng đảo. Hai cấp. Trượt. Bao mạnh đầu không kẹt. À. Điều tốc thắng ở chiều phun nha. Rồi thân máy giỏ pin 350. Cây này anh em coi như khoan bắn vít. Cái dòng khoan á nha. Gì con? Đừng bấm. Bấm bạn bạn không được, nó gián đoạn á. Cái dòng khoan á, anh em bắn mà bắn vít nhẹ, vít gỗ rồi á là dòng nó rất êm. Còn bắn ton là trên mấy nhà á là anh em dùng vít. Còn cái khoan nó bắn vít đó là dành những cái chỗ êm ái chẳng hạn. Thấy không? Cho bắn vít khoan quả ngon. Mình bắn khoan miếu à. Rồi. Cây này cây số 12. Phải không? Ừ, số 12 rồi mở để anh em thân máy giỏ pin 350. Rồi. Rồi mình có bộ số 13. Để mình Rồi, bộ số 13. Bộ số 13 là mình có cặp khoan này. Nói chung là pin là cầm tốt. Mình cũng khuyến mãi tặng nhẹ cho anh em thôi. Tết nguội. Điều tốt. Tắng, đảo chiều. Thấy không con, rõ không con? Thấy. Đầu đẹp. Ngoại hình tương đối ngầu. Không đẹp mà cũng không xấu ha. Rồi. Tết pin.
chung pin này anh em là xài hai cục này á, là anh em xài ok, sạc cục bắn cục, chứ còn xài hai cái một lần thì nói chung là xài ở nhà được, còn đi công trình thì cục sạc cục bắn là được. Sạc này sạc nhanh, anh em sạc khoảng chừng 15 phút, 10 phút là nó đầy rồi. Không có pin nào mà nói mà giờ nó không cầm mà anh em dám test. Bắn dưới cổ của mình 10 con hết á. Cái này nói đúng là đúng, sai là sai ha. Nó không có cái sai cái sự thật, cái lời nói của mình được. Rồi, vẫn còn bắn được nữa. Nhưng mà để quảng cáo chứ bắn miếng đi ha. Để quảng cáo chứ bắn miếng đi, chứ không gì ghê gớm hết. Rồi, một cây rồi vít, ngoại hình cũng vừa nhìn vừa ngó thôi, cũng coi như là cũng tạm thời ăn nói thôi, cũng chưa có gọi là đẹp mà cũng chưa gọi là xấu hẳn ha. Đấy, cây con Hi Chi này, cây con này rất là ngầu anh em nha. Đó, cái thằng họ Tiến trực thăng này nè, rất là ngầu. Điều tóc tết nguội, điều tóc ngược ở chiều được hai cấp đảo từ tóc. Rồi, test pin phủ nóng quá đó, kho bắn vít cho nên thấy nè. Rồi, đó, gỗ cứng, quýt dài nha, quýt dài là quýt bắn to, cái đầu bắn to này cái thân nó rất là to, cho nên là mình test pin đó, mình test như vậy. Đó, rất là ngọt ha. Rồi để cái mũi luôn, còn cái mũi này mũi chợ 5.000 lấy lại để cái cần cầu cơm nuôi con ha. Rồi, quá nóng, cái tạm thời dùng cái đây cái đã. Rồi, à, rồi là tết sạc bật đèn lên giùm mẹ rồi. Rồi sạc lên đèn ha, sạc lên đèn. À, rồi lên pin. Rồi đứng đèn ha. Mình đã thử kiểm tra trên màn hình rõ ràng, chứ không phải đưa cho em ấy về anh em nói là sạc sạc cũng được. Đó, lên nè. Coi ổng áp của anh em có trục trặc vấn đề hay không ha. Đó, đó mình buôn bán mà. Mình cần khách hàng đâu cần người bán, cho nên là phải thôi ta mua chỗ khác chứ. Còn người bán phải cần khách hàng, cho nên người bán phải thật thà. Rồi, một cục. Cục thứ hai, rồi đứng đèn, thấy đèn không con? Rồi, cái bộ này nha. Đó, một con một vít là anh em thấy thân máy giỏ pin là đèn là hai cây này 700 rồi đó. Cục sạc này cái bèo nhất phải 2 xị, sạc xịn mà ha. Thì đi sạc xịn mà. Từ 7.2 tới 14W ha. Đó. Rồi. Bộ này mình sẽ để cho anh em với giá 800 thôi, hữu nghị thôi ha. Còn hai cái cục pin cầm này á, nó cầm bao nhiêu lâu hay bao nhiêu lâu hiện nay bắn dít ầm ầm á. Đó. Thì mình cũng tặng thôi. Đó. Hai cái máy và một cục sạc coi như mình bán như thân máy thôi, giỏ pin thôi nha. Đó, nhưng mà mình nói cái nào là đúng là đúng, sai là sai, hai giỏ pin này anh em xài tốt nhưng mình không có bao được đó, bị hàng cũ không biết đâu ngờ đó. Rồi 800 hai cây này, một con một vít, đầu vít không có lắc nha, đầu con cũng vậy nha, với hai cái cây này, hai cây này thấy vậy là hàng xịn đó. Rồi 800 bạc
hai cục pin luôn, cục nào cũng bắn biết được hết, cục nào cũng còn tải được hết, tải tốt hết. Cây này là cây số 13 đó, 13 nè, 13 800 nè. Để anh em 800 12 là cái gì ta? 12 là cây con Hitachi 3,5. Rồi. 13 800. Anh em mà làm thì tranh thủ lấy cái số 13 nè. Không phải anh em không lấy thì cũng có người khác lấy. Nhưng mà mình nói vậy để bỏ uổng. Hai cục pin này ngon lắm. Còn mình cũng từng làm lao động mình biết chứ. Giờ về già cả mắt yếu rồi. Rồi. Siêu phẩm ha. Tập trung. Mũi hả? Rồi. Đó. Hàng coi như là tuyệt phẩm luôn nha. Chiến luôn. Rồi thân máy giả pin nha, test máy, hàng mới tinh luôn, sẵn đảo chiều, ngoại hình là như mới vậy đó nha, siêu tầm được luôn đó. Rồi mình cũng không cần test cái này, tạch này là chi đâu, hàng còn xin thông báo còn xin thôi nha. Đó. Còn không cần phải đưa này vô tết búa tạch đây. Nó riêng nó có búa thì nó sẽ đập. Đà, nó có búa nó sẽ đập. 1.000 cây đều hết 99.000 cây rồi nha. 999 cây rồi. Đấy. Chứ không cần phải cần cái này tạch. Không, mình không có chơi nhiêu đó. Còn tết là tết bắn thẳng như gỗ luôn, có thời gian bắn thẳng như gỗ luôn. Chứ không cần cái này nữa. Mình ít sử dụng cái chiêu này đó nha. Nếu như không có cái búa thì đầu nó không quay. Đó, mà đã quay thì tất nhiên phải có cái búa. Thì có cái búa thì nó cần cái này chi nữa mà chi ha, mất thời gian. Không có diễn mấy cái màn hình đó nha, diễn mấy cái này nó xưa quá. Rồi. Thân máy giả pin đẹp long lanh luôn, Hitachi. Móc treo móc đồ vậy ha. 4 xịn à. Mới tinh luôn. Cây này anh em người ta bán 47 500. Mình thì lấy rẻ bán rẻ, lấy đắt bán đắt. Đôi khi anh em đừng bình luận mà nói, anh em nào bình luận mà nói tào lao là cái gì mình chặn hết à. Mà đánh mình nó khó chịu vô đó. Vui vẻ thì vui vẻ thiệt, nhưng khó chịu vẫn là khó chịu. Mình cảm thấy trên màn hình người ta nói giá này cây này bao nhiêu đó, test như vậy người ta nói bao nhiêu, mình nắm mình mua được mình mua, mình mua được xem cho vui. Cho nên cái gì có đôi khi có một hai anh cảm ơn tào lao ha, thì kệ. Mình cũng không chấp những cái thành phần, nó cũng không chấp. Rồi cái kênh mình á thì lên cả tuần lễ có 3 lượt xem mà cứ đi đâm chọt cái kênh của người khác. Anh cũng bán nội địa ha, mà anh đi chọt kênh của người khác, đúng là người không có trí tuệ, người không có một cái đầu óc gì để cho nó gọi là nó có gọi là cái sự sống sinh tồn trên cái mảnh đất Việt Nam của chúng ta. Rồi cái số 14 thân máy giả pin 400, rồi cái số 15 ngọn hình đẹp luôn, con của Makita, thân máy giả pin cả hai tay rồi. Này 12 qua nha, phải 14 anh em nha. Giả 12 nha. Được đó. Thắng, đảo. Hai cấp. Được tiếp đầy đủ. Đầu tự khó, không kẹt. Rồi, lên lại cái đầu. Rồi. Thân máy giả pin ngoại hình đẹp long lanh luôn, thân máy giả pin 400.000 bạc. Này vua mạnh nha, cái đầu ấy luôn. Rồi. 400. Còn tự khó luôn. Mấy rồi? 15, 14 400.
15, 400. Con ngừa mày nó hay lắm. Nếu đã thấy mắc thì đừng nên mua, mà đã mua rồi đừng nói mắc. Với mắc người ta chửi ngược lại ai biết ngu mày mua. Thật hết chứ. Ai biết ngu mày mua. Mình đi ra rồi tiệm mua bán vậy, người ta hỏi chị ơi mình bán cái này nhiêu? 1.2 triệu anh. Mình cảm thấy mình lấy được, mình lấy láng được thôi. Đó không có chơi mắc chơi rễ gì hết. Mà có chơi ông bụng thôi. Im liền mình chơi ông bụng, đừng hành hạ người ta, phải không? Rồi. Rồi số 16. 16 400 luôn. Rồi. Cái số 17 là một con boss 14V nha, thân máy giảm pin. Pin này đang vẫn hai hàng nha. Còn này là pin niken. Vẫn hai hàng vô tư. Cái này sống nhưng mà cái đầu nó kẹp á. Nó khó. Cái này là cái sống anh em nha. Chứ không phải cái chết. Đầu nó khó. Cái này bao sống đây. Đồ mà nhanh nhắc thử cái coi. Được kẹp cũng được. Rồi cái này bao phung chức năng, anh em mua thì mình để mình lấy cái hai cái thanh sắt mình kẹp cho mình test cho anh em xem nha. Đó rồi mình test bây giờ đôi cho. Rồi thân máy giả pin ngoại hình đẹp luôn, boss 14.4, đầu không có kẹp. Rồi 4.5 cái Zalo thì mình kẹp hai cái chắc thôi, mình chỉa ra cái mình kẹp cái nguồn vô là mình test được rồi. Rồi cứ qua Zalo là giải quyết được vấn đề hết nha. Rồi boss 14.4, cái số 16, rồi giá 4.5, thân máy giả pin. Rồi cái thân máy của Makita thang rời, đầu cứng ngắt, test máy thân máy không hết vỏ. Vỏ thì anh em lấy thì mình ra bãi mình phải lấy, nhưng mà vẫn có, anh em muốn mua thì vẫn có chứ không sao hết. Từ đó mà thắng hơi yếu để luôn nha. Rồi thắng hơi yếu, nhờ bấm bao nhiêu lần ra thắng lại thôi, giống gì đâu. Bởi vì mình test pin 18 mà. Nha. Rồi. Thân máy mình để cho anh em với giá 2.5 luôn. Ngoại hình cũng sáng sủa, đầu cũng cứng. Makita 12V, thân máy 2.5. Cây số 17. 2.5. Cây số 18 là một cái con AZT 103 giả bên cao. Ủa? Nó không chạy. Nó mới kêu ok. Kẹt cơ nha. Rồi kẹt, đang kẹt cơ. Thôi để cái này lại đi. Bán lỗi miết rồi. Còn anh em có mua 22 thân máy giả pin, nhà không có số, nói vậy nó không điện thôi. AZT 103 đang kẹt cơ, đưa nguồn vô chỗ EE là biết rồi. Cầu vẫn còn sống, kẹt cơ. Nó kẹt cơ cho nên là cầu vẫn bóp được, nó mới kêu được EE. Thì mở ra là vệ sinh cơ, cơ nghĩa là nhông sinh gì á. Được đó. Thắng, đảo chiều. Hai cấp tốc độ,
chân đèn đóm đầy đủ, tem thì vẫn còn đó, nhưng mà chưa vệ sinh thì cái ngoại hình nó hơi tàn tàn, em nhìn lên đại cái đầu ha, đó, chứ cao su ngon nó còn liền là ha. Đó, thân máy vỏ pin để cho giá 32, đèn đóm đầy đủ, tem vẫn còn ở này nha, nhưng mà cái mỗi cái tội là mình không vệ sinh đó. Cái đầu anh em vừa đầu lên lại ha, này vàng đồng cái gì đâu mà vàng nhũ á, nhũ đồng á đó, khuôn nè chứ gì đâu mà ghê gớm đâu đó, lô hy cái này nè ha. Rồi em nó đi với giá 320, thân máy vỏ pin chuyển thì nhậu rồi, tiền ship 50 còn 27. Rồi cái số 17 20 18. Rồi thân máy vỏ pin là 320, đầu đẹp hết. Rồi anh em mua gì alo moto nhắn tin ok. Tôi mua cây số đó, tôi thích diễn khoản, tôi mua cây số đó, tôi thích cót, rồi vậy đó nha, chứ không vấn đề gì hết. Anh em mà mua đặt cọc thôi chứ gì hết, nó ghê gớm. Rồi bye bye, see you again, chúc anh em may mắn thành công.